Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các địa phương, đại diện chủ đầu tư, ban quản lý dự án tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, có các giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về công tác lựa chọn nhà thầu, nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu hay thực hiện các hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc phát sinh, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng báo cáo công tác đấu thầu định kỳ, đột xuất theo quy định.